Học thầy chào các em học sinh hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học bài về chu vi hình tam giác chu vi tứ giác ờ, chúng ta có ở trên hình thì chúng ta thấy ở đây là người ta cho một cái tam giác ABC cạnh AB bằng ba cm cạnh AC bằng bốn cm và cạnh BC bằng năm cm như vậy là chúng ta tính độ dài của tổng ba cái cạnh này lại chúng ta sẽ có là ba cộng với 4 cộng với 5 và chúng ta được là 12 cm. Thì khi đó người ta nói rằng là chu vi của tam giác ABC là 12 cm. Như vậy chu vi là gì? Chu vi của tam giác sẽ được tính bằng cách là tổng độ dài của các cạnh của đó. Chu vi thực chất nó là tổng các đường viền bao quanh của một cái hình. Giống như việc là chúng ta có một khu vườn và chúng ta phải rào cái hàng rào để ngăn cái khu vườn của chúng ta với người với cái khu vườn của nhà hàng xóm. Đúng không? Thì cái hàng rào đó uh, chúng ta trăng một cái dây quanh cái viền quanh cái, cái 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 biên giới đó, cái hàng rào đó thì chúng ta sẽ được đấy là chu vi. Thầy có một hình tứ giác DEGH, hình này gồm bốn cạnh. Vậy chu vi của hình này sẽ được tính bằng cách là tổng của bốn cái cạnh này lại. Chúng ta sẽ có là chu vi là 2 cộng với 4 cộng với 6 cộng với 3 và chúng ta được kết quả nó sẽ là 15 cm. Như vậy tổng độ dài các cạnh của một hình tam giác hay của một hình tứ giác hay là sau này có những cái hình nó nhiều cạnh hơn thì khi chúng ta tính độ tổng độ dài tất cả các cạnh lại chúng ta sẽ được là một cái đại lượng người ta gọi là chu vi của cái hình đó. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn chúng ta làm một số những bài tập nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau làm một số những cái bài tập ở trong sách. Bây giờ thầy có bài số 1 như sau tính chu vi của hình tam giác có các cạnh như vậy là 7, 10, 13 thì chúng ta sẽ có chu vi hình tam giác đó là 7 cộng 10 cộng 13 bằng 30 cm. Vậy ý B này chúng ta làm như nào? Thì ý B chúng ta cũng có là chu vi của hình tam giác là Nào, bây giờ thầy sẽ có là 20 này cộng với 30 cộng với 40 và chúng ta được là 90. Đơn vị của chúng ta ở đây là decimet. nhá. Đáp số là 90 dm. Rồi như vậy thầy đã làm xong bài số 1B. Bây giờ chúng ta đến với bài 1C nào. Bài 1C để bài yêu cầu là gì? Là tính chu vi của hình tam giác. Như vậy thầy cũng sẽ có là chu vi của tam giác sẽ là chúng ta lấy 8 cộng với 12 cộng với 7 và chúng ta được kết quả ở đây là 27 đơn vị là cm và chúng ta điền đáp số là 27 Rồi, được chưa nào? Chúng ta đã làm xong. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với cái bài số 2. Đề bài yêu cầu chúng ta là tính chu vi của hình tứ giác có độ dài các cạnh là Như vậy câu A chúng ta sẽ tính được chu vi của hình tứ giác là Nào. Chúng ta sẽ có là chu vi của hình tứ giác là Bây giờ thầy sẽ lấy tổng tất cả các cạnh là 3 dm này cộng với 4 này cộng với 5 cộng với 6. Chúng ta được kết quả là 18 dm và đáp số của bài toán. Đó là 18 dm. Rồi chúng ta làm xong bài số 2, bây giờ chúng ta sẽ làm bài số 3. Bài số 3 chúng ta yêu cầu đề bài yêu cầu chúng ta đo rồi ghi số đo các cạnh của tam giác ABC. Vậy chúng ta chỉ việc lấy thước kẻ chúng ta đo thôi. Đúng không nào? À, bây giờ chúng ta sẽ lấy thước kẻ chúng ta đo, thầy có cái thước kẻ này nó hơi mờ. Thầy đo tạm nhá. Chúng ta sẽ có mỗi một cạnh này là 3 cm. Mỗi một cạnh là 3 cm. Như vậy thầy sẽ có là cạnh AB bằng cạnh BC bằng cạnh CA. Nhớ nhá là các em phải áp thước vào các em đo cả ba cái cạnh đó và chúng ta thấy ba cạnh đó bằng nhau và mỗi một cạnh là 3 cm. Nên khi đó chúng ta sẽ tìm được chu vi của hình tam giác ABC. Là nào, bây giờ là bao nhiêu nào? Chúng ta thấy là chu vi của hình tam giác này có ba cạnh bằng nhau, chúng ta cộng lại. 3 cộng 3 cộng 3 hoặc chúng ta có thể lấy 3 nhân 3 đúng không? Và kết quả là 9 đơn vị của chúng ta là cm. Và đến đây thầy có đáp số là 9 cm. Rồi. Như vậy thầy đã chữa xong cho chúng ta các bài tập thuộc phần chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác. Tạm biệt và hẹn gặp lại các em.